Xui xẻo đen đủi không để đâu cho hết. Năm 2024, năm Giáp Thìn, công việc của những con giáp này rất dễ xảy ra vấn đề không đáng có. Con giáp này có thể bị cấp trên trách mắng, bị đồng nghiệp đố kỵ, ganh ghét, đặt điều gièm pha, nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó, trong năm 2024 thì các bạn cũng rất dễ mất bình tĩnh, nóng giận một cách vô cớ, không kiểm soát được cái lời ăn tiếng nói, dẫn đến những sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, đặc biệt là một số bạn sẽ khó khăn trong vấn đề về tài chính. Các bạn hãy nhớ rằng người xưa có câu, giận quá thì mất khôn. Vì thế, trong mọi vấn đề các bạn phải giữ một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng suốt nhất. Nếu mà không khéo, dễ dẫn đến là tán gia bại sản trắng tay trong năm 2024, nó Giáp Thìn này. Vậy thì những con giáp xui xẻo đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết thì quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để cập nhật những cái video mới nhất, hữu ích nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ chúng ta cùng xét về những con giáp xui xẻo nhất trong năm 2024. Con giáp xui xẻo đầu tiên chúng ta phải xét đến đó chính là những người tuổi, những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì lâm vào cục diện tứ hành xung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Sửu trong năm nay cũng gặp khá nhiều cái biến động, khá nhiều cái trắc trở, khá nhiều khó khăn và rất dễ xảy ra những biến cố bất ngờ không mong muốn. Vì thế mà các bạn cần phải hết sức lưu ý. Xét về cái vận trình công danh sự nghiệp ấy, mặc dù là cũng có một vài cái điểm sáng với cái việc được sao Tốt nó chủ về công danh sự nghiệp, nó chiếu mệnh như là chính ấn và chính quan nó hậu thuẫn. Cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu thì cũng có những cái cơ hội phát triển nhất định trong năm 2024. Tuy nhiên, cái vận khí còn nhiều cái biến động, đặc biệt là có cục diện tương phá nó ảnh hưởng, nên vẫn còn một số cái thử thách không thể chủ quan được với những người tuổi Sửu. Bên cạnh đó, trong tập thể thì những người tuổi Sửu cũng sẽ thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo của mình, cũng như là cái năng lực điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và được cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, và đồng thời cái sự xuất hiện của một số cái cơ hội và cái đối tác tiềm năng sẽ tạo ra cái không gian phát triển cho những người tuổi Sửu này. Tuy nhiên, do gặp cục diện là tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, bên cạnh đó thì Thìn gặp Sửu, Sửu gặp Thìn là cục diện tương phá. Bên cạnh đó nó lại do gì, cái tính tình ấy, do cái bản tính thận trọng nên là những người tuổi Sửu đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu đi cái sự linh hoạt, nên có thể khiến mọi việc dễ bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ mất cơ hội quý giá. Do đó, trong thời gian này thì bản mệnh cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình một cách đúng đắn hơn, linh hoạt hơn, ứng phó với những cái thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2024 ấy, thì những người tuổi Sửu còn được nhắc nhở là nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và những cái xung đột với người khác. Đây là cái điều mà cần lưu ý hàng đầu. Chỉ có khi mà có tinh thần đồng đội thì mới có thể giúp cho những người tuổi Sửu đạt được những cái thành công lớn lao hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh cái thuận lợi thì vẫn còn không ít cái khó khăn, nó còn trực chờ đón những người tuổi Sửu trong năm 2024. Nhìn chung ấy, thì cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều. Dù các bạn đã cố gắng đặt ra những kế hoạch cụ thể, cũng có những cái thành quả đáng nể, nhưng mà vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau thì con giáp này lại càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng thì lại có phần cũ kỹ, không bắt kịp được cái sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh, nên là gì, khó thực hiện hóa được cái mục tiêu của bản thân cũng như là mục tiêu của đội nhóm. Đồng thời lại thêm cái hung tinh tương phá, và cái hung tinh phá toái nó cũng gây ra không ít những cái bất lợi, những cái trắc trở. Những người tuổi Sửu ấy, trong thời gian này cần phải đề phòng tiểu nhân. Có những cái hành động là thọc gậy bánh xe hay là gièm pha về những công việc của các bạn. Những lúc này thì các bạn cần phải gì, giữ cái trạng thái tinh thần đủ vững, nếu không ấy, sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực và gì, gia tăng thêm cái bế tắc, thậm chí căng thẳng còn dẫn đến mức stress hoặc là gì, trầm cảm. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng cái vận may, tài lộc và tiền bạc. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân kết hợp với lại cái hạt gỗ, có thể là gỗ xưa hay là gỗ tử đàn. Đây là những loại gỗ quý chuyên để sản xuất các pháp khí phong thủy trừ tà, trấn trạch, hóa sát và chiêu tài lộc cho gia chủ. Vì thế mà những gia chủ ấy, tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh. Khi mang theo vòng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp
hóa giải những cái xung sát thị phi, cái hạn tiểu nhân hãm hại, và nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như là trong cuộc sống, đặc biệt là hòa hợp quan hệ vợ chồng, giúp cho các cặp đôi cũng như là giúp cho cái công việc được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Sửu. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình. Thưa quý vị, trong năm 2024, năm Giáp Thìn này, thì những người tuổi Sửu được nhắc nhở là nên tránh những cái tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và với cấp trên. Đừng quá mà ganh đua hay là thể hiện cái bản thân một cách là khoe khoang, hậm hĩnh. Dù có muốn nêu cái quan điểm hay là góp ý với người khác, thì các bạn cũng nên lựa chọn cái ngôn ngữ phù hợp. Đừng để lại cái ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay là phê phán, phán xét những người khác. Nếu công việc hiện tại của bạn thực sự không có chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc, thì bạn có thể xem xét tìm kiếm những cơ hội mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi các bạn cần phải có sự dũng cảm và sự quyết tâm, cũng như là gì, cái khả năng nắm bắt lại từ đầu. Thưa quý vị, với những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp thì năm 2024 là một năm mà đáng để các bạn thử sức. Nhưng mà hãy nhớ là đừng chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng. Các bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường một cách đầy đủ kỹ càng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho mình những cái tình huống bất lợi, thậm chí là cả cái sự thất bại để đạt được cái kết quả tốt hơn. Nếu không quá bức thiết thì các bạn nên ổn định công việc hiện tại trước, đảm bảo cái thu nhập nó đều đặn và phát triển cái sự nghiệp, chờ cái cơ hội tốt hơn ấy, rồi mới tính đến cái khả năng là lập nghiệp, khởi nghiệp mới. Với những bạn đang tham gia vào bán hàng hay là bắt đầu kinh doanh ấy, thì các bạn nên tuân thủ pháp luật và các quy định chung trong ngành. Các bạn có thể tìm kiếm những cái cách làm mới, nhưng mà không có nghĩa là gì phá vỡ cái nguyên tắc cũ vốn có của nó. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì tốt nhất là những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng vận may về tiền bạc, về tài lộc cho những người tuổi Sửu. Đó là cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, cái vận trình nó còn gặp nhiều bế tắc, thì nó cũng khiến cho cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu cũng không được mấy thuận lợi. Năm 2024 thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với cái ảnh hưởng của cục diện là gì? Phá thái tuế. Cái hung tinh nó mang đến những cái thử thách nhất định về cái tài lộc và tiền bạc, nguy cơ gặp nhiều cái tổn thất tài chính bất ngờ, thậm chí là dẫn đến phá sản trắng tay. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện, đặc biệt là với nữ giới tuổi Sửu thì có phần nó may mắn về cái tài lộc trong năm nay hơn, do được sao thái âm nó chiếu mệnh, nó che chở. Đối với người tuổi Sửu, những người làm công ăn lương, những người làm công việc cố định thì thu nhập hàng tháng tương đối là ổn định. Có những người thì kiếm được một số tiền khá khá nhờ bán hàng hoặc là làm thêm, bán thời gian, hoặc sẽ có những nhiều cái cơ hội đầu tư kinh doanh kiếm tiền khác. Thành tích tốt cho công việc trong thời gian này cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Sửu một cái thu nhập được tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm cái lợi nhuận về tài chính. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này thì những người tuổi Sửu cũng nên ưu tiên cái công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái kỹ năng, cái năng lực của mình lên, cũng như là gì, nâng cao cái chuyên môn của mình tốt hơn. Là gì, các bạn cứ ôm đồm hoặc phân tán cái lực lượng, cái sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Các bạn đừng mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập, mà hãy để tập trung vào phát triển con đường sự nghiệp của chính mình. Đối với những người tuổi Sửu mà đang làm cái công việc kinh doanh buôn bán thì cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh trong năm nay. Do không được nhiều sao tốt nó chiếu mệnh, nó phù hộ, nên là không nên mở rộng cái quy mô hay là gì vội vàng một cách ồ ạt. Trong năm thì đầy những sóng gió, các bạn cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và tránh đầu tư quá nóng vội. Hãy luôn dành thời gian để tìm hiểu và nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường, duy trì cái sự linh hoạt và theo dõi cái nhu cầu khách quan cũng như là cái xu hướng của các ngành. Nếu mà có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra những cái chiến lược kinh doanh hợp lý thì các bạn có thể duy trì được cái sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt cái nền tảng cho cái sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp cho những người tuổi Sửu tránh được những cái tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời nó cũng có thể là bỏ lỡ đi những cái cơ hội đầu tư vì những người tuổi Sửu này quá bảo thủ, hơn nữa thiếu đi cái sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu, là những yếu tố mà khiến cho những người tuổi Sửu không có được cái nguồn tiền bạc như mong muốn trong cái năm 2024. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cái cơ hội làm ăn, nhưng mà cái sự phán đoán có phần là chủ quan.
cũng sẽ khiến cho các bạn dễ đầu tư một cách mù quáng, tính toán dễ bị sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những cái khoản đầu tư do người thân, do bạn bè giới thiệu, thì những người tuổi Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động một cách hấp tấp hay là tin người một cách quá dễ dàng. Càng không nên tin theo những lời đề nghị hay những hứa hẹn của những người khác với những lợi nhuận cực kỳ lớn. Tuy nhiên, bản mệnh những người tuổi Sửu cũng không cần phải quá lo lắng. Các bạn sẽ có được cái sự trợ giúp của cái sao Phúc Đức nó chiếu mệnh. Nghĩa là gì? Mỗi khi gặp khó khăn thì đều có thể biến xui thành tốt, đúng không? Nếu mà rèn luyện cái bản lĩnh và nâng cao cái năng lực của mình lên ấy, thì những người tuổi Sửu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn mà không tốn quá nhiều công sức. Đối với cái việc hợp tác làm ăn kinh doanh thì các bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn những cái đối tác hay là những cái dự án tham gia để tránh bị mất mát tiền của, ảnh hưởng đến cái danh tiếng của bản thân do là hiểu lầm hoặc là do những cái tranh chấp. Đối với doanh nhân thì hoặc là những người làm ăn kinh doanh ấy, khi mà ký kết hợp đồng thì nên đọc kỹ cái nội dung, đồng thời để hiểu rõ được cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ liên quan, tránh những cái thiệt hại do tranh chấp cái hợp đồng về sau. Ngoài ra, những người tuổi Sửu cũng nên thận trọng hơn trong cái việc quản lý tài chính, tránh cái việc tiêu dùng hay là đầu tư một cách quá mức cần thiết để đảm bảo cái ổn định kinh tế cho bản thân. Như vậy, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho bản thân, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho những người tuổi Sửu. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình. Thưa quý vị, vận trình tiền bạc thì khá là ảm đạm, nhưng mà nhân duyên và gia đạo trong thời gian này thì của những người tuổi Sửu cũng tương đối là bình ổn, cũng có cả tốt có cả xấu. Cái mối quan hệ giữa các cặp đôi thì cũng cần được lưu ý, một số bất đồng nhỏ nhỏ hoặc là cãi vã có thể phát sinh trong giai đoạn này. Vì vậy, những người tuổi Sửu cần đặc biệt chú ý hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo lại gây ra những cái ảnh hưởng không tốt cho cái tình yêu của cả hai người. Cố gắng giữ bình tĩnh và cái lý trí và giải quyết mọi việc một cách là trong hòa bình sẽ giúp duy trì cái mối quan hệ vợ chồng, cái mối quan hệ tình duyên được tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, cuộc sống gia đình của những người đã kết hôn, của những người tuổi Sửu ấy, cũng có thể xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái biến cố. Khi phát sinh vấn đề thì các bạn thường có xu hướng là chọn cách giải quyết một cách là lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp cái vấn đề đơn giản mà không có lợi cho cái việc duy trì cái mối quan hệ vợ chồng hay là quan hệ tình cảm. Cái điều quan trọng ấy là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là có thể dẫn tới chuyện đổ vỡ. Vậy nên trong thời gian này thì hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết một cách là duy trì sao cho mình trong ấm ngoài êm. Trong cuộc sống thường ngày thì các bạn nên hỗ trợ bạn đời của mình nhiều hơn, quan tâm tới cái đời sống tinh thần và cái cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ những cái chuyện lớn nhỏ với nhau là cái chìa khóa để kéo gần cái khoảng cách hai người lại với nhau. Ngoài ra thì những người tuổi Sửu cũng nên giao tiếp và quan tâm hơn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ. Đó chính là cái nền tảng để xây dựng nên một cái gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Đối với những người tuổi Sửu mà muốn tiến vào cái cung hôn nhân trong cái năm nay thì nói chung là cũng khá thích hợp, nhưng mà vẫn cần phải lựa chọn kỹ lưỡng, không nên bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Quý vị thân mến, năm 2024 thì được quý nhân Thái Âm nó che chở, những người tuổi Sửu, còn những người còn độc thân ấy thì có thể sẽ được giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp, đặc biệt là nữ giới sẽ được dự báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên hơn ở nam giới. Nếu các bạn có thể hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình xuống một chút nữa và lựa chọn những người bạn đời của mình ấy, thì phù hợp, thì cái thời cơ thoát ế cũng sẽ đến với các bạn trong năm nay. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên xử lý cái vấn đề tình cảm bằng cả lý trí, chứ đừng chỉ dựa vào cái cảm xúc, đúng không ạ? Kéo đào hoa tốt thì cũng trở thành đào hoa xấu, nhân duyên thì dễ bị bẽ bàng. Nhìn chung ấy, trên con đường tìm kiếm tình yêu thì những người tuổi Sửu còn độc thân thì cũng cần giữ một cái tâm hồn mở rộng, học cách bao dung và xử lý các vấn đề trong các mối quan hệ một cách là lý trí. Tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực và sự cống hiến của đôi bên thì mới có thể đạt được những kết quả tốt và đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Vậy nên, để mang lại cái nhân duyên tốt lành trong thời gian này thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ,
giúp quý vị và các bạn hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp các cặp đôi xích lại gần nhau hơn và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Sửu trong thời gian này. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên mà quý vị cần phải lưu ý. Thưa quý vị, trong cái xui thì bao giờ nó cũng có cái may. Và đôi khi cái xui xẻo, cái khó khăn, cái trắc trở nó cũng là một cái thử thách, là một cái thách thức để chúng ta vượt qua. Khi đó chúng ta sẽ trở nên gì? Trở nên lớn hơn. Vì thế mà khi gặp những khó khăn, những thách thức trong công việc cũng như trong cuộc sống thì các bạn cũng đừng ngại bỏ cuộc, hãy cứ nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Đấy. Và quyết tâm với cái con đường mình lựa chọn thì các bạn sẽ sớm đi đến thành công. Và những cái khó khăn, những cái trắc trở này thì sẽ gì? Sẽ là những cái mốc, cột mốc để các bạn trở nên gì? Lớn mạnh hơn mà thôi. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ hai thì đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Tuất gặp cục diện là Thìn và Tuất là tương xung. Cái cục diện tương xung này nó cũng gây khó khăn, gây trở ngại, gây trắc trở với những người tuổi, với những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thì nói chung ấy, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong năm 2024 ấy thì cũng kém khởi sắc hơn hẳn. Rất khó có thể tìm thấy được những cái cơ hội hay là những cái vận may tốt. Nhiều khi ấy, những người tuổi Tuất còn cảm thấy là thất vọng vì rằng mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng mà kết quả lại không được như ý. Trong năm nay thì dưới tác động của cục diện là Thìn và Tuất là tương xung, tức là cục diện tương xung với Thái Tuế, những người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải những khó khăn, những cái trục trặc. Đấy, người ta gọi là gì? Lên voi xuống chó. Các mối quan hệ xã giao thì không được bình yên, khiến cho ấy, bản mệnh dù có hăng hái bắt tay vào làm công việc thì cũng luôn phải gì? Nhận lại cái sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của những người khác. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù là lời nói mất lòng thì cũng gì? Hãy chú ý lắng nghe. Đó có thể là những người thật sự muốn các bạn tốt lên và muốn trông thấy bạn tiến lên từng ngày. Ngược lại, những kẻ nào mà cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tiếp cận, nịnh hót thì cũng cần phải giữ cái khoảng cách nhất định, không để những cái lời đáng tin đó gây ra cái nguy hại cho mình. Đặc biệt, với những người làm lãnh đạo, nếu mà các bạn không giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những cái quyết sách sai lầm vì tin theo những cái lời nịnh bợ. Ngoài ra thì những người tuổi Tuất còn khó đạt được những cái bước tiến nhanh chóng trong cái sự nghiệp, còn là do cái sự tác động tiêu cực của cục diện thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn hoặc là gì, ý kiến trái chiều với nhau. Nhiều khi ấy, nóng giận quá, các bạn còn nói những lời khó nghe, gây mất lòng của đối phương. Khi cái quan hệ đôi bên nó không được hòa hợp, thì cấp trên cũng khó có thể giao cho bạn những cái cơ hội để khẳng định bản thân. Thậm chí, không tìm cớ gây khó cho các bạn cũng đã là tốt lắm rồi. Thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi Tuất gặp cái sao thiên hư, thiên khốc đó, cứ khuyên các bạn nên tốt nhất nên không nên đắm chìm vào trong những cái thất bại hoặc là gì, những cái điều không như ý. Như vậy thì các bạn sẽ chỉ ngày càng một thêm buồn tuổi và thất vọng. Cũng như là gì, dễ dàng bị thụt lùi so với những người xung quanh. Thay vì phải than thân trách phận hay là oán trách mọi người thì những người tuổi Tuất nên thẳng thắn nhìn vào cái sự thật để rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sai lầm. Nếu mà có lỗi với ai đó thì cũng chủ động xin lỗi. Ai mà giúp sức cho các bạn thì cũng nên là gì, thể hiện cái sự biết ơn. Như vậy thì các mối quan hệ của các bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này thì vẫn còn có cái sao thiên ấn nó chiếu mệnh. Các bạn có cách hành xử một cách phải phép, tận trung, nghiên cứu và làm việc một cách nghiêm túc, không nề hà những khó khăn thì đến cuối năm thành quả lớn lao sẽ được ghi nhận. Và các bạn sẽ thu được một khoản tiền rất là lớn. Thậm chí các bạn còn có thể chuyển bại thành thắng, khiến cho mọi người phải nể phục và cúi đầu ngưỡng mộ. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình và hóa giải cái cục diện Thái Tuế tương xung, Thì khuyên những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất. Vòng tam hợp quý nhân sẽ giúp hóa giải những xung sát thị phi trong cuộc sống, hóa giải cục diện là Thái Tuế tương xung và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Tuất. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, cái vận trình công việc, vận trình sự nghiệp nó thăng trầm. Vậy nên là trong năm 2024 thì cái vận khí về tài lộc của những người tuổi Tuất cũng không được tốt. Vận khí thăng trầm do là Thái Tuế nó chi phối,
cùng với cái sự suy thoái kinh tế trong năm 2024 này, thì hơn ai hết, những người tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng những cái khó khăn về tài chính trong năm nay. Cảm giác kiếm tiền cũng khó khăn hơn, cái xoay vòng vốn trong kinh doanh ấy liên tục gặp bất lợi, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Đúng không? Theo đó, cần phải thận trọng và có kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng, tránh cái lối tiêu xài hoang phí, mù quáng, kéo lại gây ra cái rắc rối, cái thị phi. Trong thời gian này thì những người tuổi Tuất sẽ dễ bị trắng tay và thậm chí rơi vào cảnh phá sản nợ nần. Với những người làm công ăn lương thì công việc cũng khó khăn hơn, đồng nghiệp thì bất hợp tác, lãnh đạo thì gây khó dễ, khiến cho các bạn phải vất vả lắm mới có thể hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại sẽ khiến cho các bạn phạm phải những cái sai lầm. Vậy nên đôi khi phải dùng tiền túi bỏ ra để đền bù những thiệt hại. Có thể thấy rằng trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì các bạn làm việc cần phải hết sức cẩn thận để đảm bảo cái đồng tiền của mình, hạn chế gây ra những cái tổn thất. Trên thực tế, nếu như các bạn chăm chút cho cái công việc của mình, không nề hà vất vả, thì cuối năm cái công sức của các bạn cũng sẽ được ghi nhận. Các khoản thưởng nóng dù không là dồi dào như thời gian trước đó, nhưng mà gì cũng vẫn sẽ có. Với những người làm kinh tế thì có các hung tinh như đại hao, tuế phá liên tiếp nó xuất hiện, nó báo trước cho các bạn những cái thách thức về các vấn đề gặp phải trong cái chuyện tiền bạc. Cái sức cạnh tranh trong năm cũng khá là lớn. Thời buổi người khôn của khó, đúng không? Thì những người tuổi Tuất làm gì cũng cần phải suy tính bằng cách chu toàn, tích lũy đầy đủ kiến thức, chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi và lừa gạt tiền bạc. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng khi tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư hoặc là mở rộng kinh doanh. Đó có thể là một cái bẫy được răng sẵn, chỉ chờ các bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Thưa quý vị, trong năm nay thì các bạn cũng không nên vội vàng mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì thì cũng cần phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới khắc phục được cái lòng tin của khách hàng cũng như là của đối tác. Còn nếu các bạn vội vã chạy theo cái xu thế của thị trường mà bỏ qua mất cái chất lượng thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh lỗ vốn, nợ nần. Hoặc là gì? Khách hàng dễ dàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Thưa quý vị, tình hình sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ không tốt, khiến cho các bạn đôi khi cũng phải bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ để vào viện thăm khám. Vì thế mà khi cầm tiền trong tay ấy, thì các bạn cũng cần phải chi tiêu một cách tiết kiệm, không nên hoang phí cho những sở thích nhất thời hoặc là những cái nhu cầu không thực sự cần thiết. Nếu không ấy, thì có thể khi mà có chuyện cấp bách xảy ra thì các bạn sẽ khó có thể có đủ tiền để xoay sở, thậm chí vay mượn người khác thì cũng sẽ khó khăn hơn. Thưa quý vị, trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị và các bạn gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cũng như là hóa giải những xung sát thị phi trong thời gian này. Từ đó, tiền bạc và tài lộc sẽ đến với những người tuổi Tuất được nhiều hơn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh vào tam hợp quý nhân. Vòng cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp xui xẻo nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế và đưa ra những cái phương pháp phản ứng xử lý một cách kịp thời để không gặp phải những cái vận xui trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.